Cách để khiến một cô gái yêu bạn. Ai lại không muốn được yêu? Tình yêu là niềm khao khát trên khắp vũ trụ. Nó phổ biến tương tự như dòng hashtag trên bài tweet của Kardashian. Nếu bạn đang thích một cô gái nào đó mà mong muốn cô ấy đáp lại tình cảm của bạn, có nhiều phương pháp mà bạn có thể thực hiện để tăng cường sự chú ý của cô ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà bạn nên nhớ đó là hãy là chính mình và tôn trọng bản chất thật sự của cô ấy. Phần 1. Hiểu rõ về sự thu hút. 1. Tìm hiểu cách thức hoạt động của sức hút thể chất. Đằng sau mọi cảm xúc, suy nghĩ và hy vọng về tình yêu là bản chất sinh hóa cơ bản của con người. Chúng ta có sự liên kết mật thiết với tình yêu. Sức hút bắt nguồn từ chất hóa học có trong não, một nhóm các chất dẫn truyền thần kinh được gọi là monoamines, dopamine, norepinephrine và serotonin, hình thành cảm giác được biết đến dưới tên gọi sức hấp dẫn. Dopamine là một trong các hóa chất của bộ não giúp đem lại cảm giác tuyệt vời. Đây cũng chính là điểm xuất phát của từ chất. Nó cũng liên quan đến hệ thống hình thành động lực và phần thưởng trong não bộ. Khi bạn gặp người mà bạn cảm thấy bị cuốn hút, dopamine bắt đầu gửi tín hiệu phần thưởng đến hệ thống của bạn. Norepinephrine đôi khi còn được biết đến dưới tên gọi noradrenaline, nhưng hoàn toàn không giống với adrenaline, chuyển thông điệp đến hệ thần kinh trung ương của bạn. Norepinephrine có trách nhiệm ngăn chặn thông tin không đáng chú ý hơn là đối tượng trước mắt bạn. Serotonin điều chỉnh khá nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm hành vi tình dục và nhiệt độ cơ thể. Khi bạn thực sự cảm thấy bị hấp dẫn bởi một người nào đó, serotonin làm giảm nhiệt độ trong cơ thể bạn, làm tăng khả năng dẫn điện trên da. Đây cũng là lý do vì sao tình yêu có thể khiến bạn cảm thấy nhói đau theo nghĩa đen. Thật ra, các chuyên gia cho rằng sức hấp dẫn, kích thích cùng các loại hóa chất tương tự như đối với cơn nghiện, chẳng hạn như dopamine và oxytocin. Nếu bạn không thể thu hút một cô gái nào đó, bạn không phải là người có lỗi. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào hóa chất trong bộ não của từng người. Một nghiên cứu tại trường đại học Rutgers đã chỉ ra rằng bộ não chỉ cần ít hơn 1 giây để có thể xác định xem liệu một người nào đó có hấp dẫn hay không. Bạn có thể hoặc không thể tìm cách vượt qua hoặc đối phó với ấn tượng đầu tiên diễn ra trong tích tắc này. Nếu bạn không thể, bạn cũng đừng nên tự trách bản thân mình. Con người thường không có khả năng quản lý sự thôi thúc tự phát và sự đánh giá của họ có thể hoàn toàn không liên quan đến bạn theo cách tiêu cực. Ví dụ, một vài phụ nữ thường cảm thấy bị thu hút trước những chàng trai thích mạo hiểm, một vài phụ nữ khác lại bị thu hút bởi người có vẻ thận trọng hơn. Mạo hiểm hay thận trọng cũng không phải là điều sai trái. Hiểu biết về cách thức hoạt động của sức hút có thể làm mất đi sự bí ẩn và sự kỳ diệu của trạng thái cảm xúc này. Tuy nhiên, nó giúp chúng ta hiểu rõ về mối liên kết giữa bản thân chúng ta với tình yêu và sức hút, và quá trình này không thiên về lý trí, và đôi khi chất hóa học cũng có thể đúng hoặc sai. 2. Chăm sóc bản thân. Phụ nữ thường bị cuốn hút bởi người đàn ông trông như là họ biết tự chăm sóc bản thân, có nghĩa là họ biết chải chuốt và sở hữu một diện mạo nhìn chung là khá khỏe mạnh. Giữ cho cơ thể luôn trông có vẻ dồi dào sức khỏe và mạnh mẽ là một dấu hiệu quan trọng của khả năng sinh sản tốt. Về cơ bản thì nó có nghĩa là gen di truyền của bạn khá khỏe mạnh. Giữ cho bản thân luôn trong tình trạng chỉnh chu và khỏe mạnh cho thấy sự tự tin và lòng tự trọng của bạn, và đây là những tố chất khá hấp dẫn. Điều này không có nghĩa là bạn phải cố gắng quá sức và trở thành một vận động viên điền kinh hoặc
vận động viên thể hình. Tuy nhiên, bạn cũng có thể xem xét việc đi đến phòng tập thể dục hoặc tham gia vào một nhóm thể thao nào đó để cải thiện sức khỏe và sự tự tin ở bản thân, và từ đó sẽ khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình và thành thật với bản thân. 3. Chải chuốt để thành công. Ngoại hình và bộ dạng của bạn là ấn tượng quan trọng nhất khi gặp gỡ người khác trong lần đầu tiên, và nó cũng thường là yếu tố mạnh mẽ nhất. Bạn có thể hình thành một hồ sơ khá tuyệt vời về bản thân và tương tác với một cô gái nào đó trực tuyến, nhưng cuối cùng khi bạn gặp gỡ trực tiếp với cô ấy và cơ thể bạn bốc mùi và bạn mặc quần áo lôi thôi, đây sẽ là ấn tượng mạnh mẽ hơn bất kỳ một ấn tượng nào khi bạn trò chuyện trực tuyến. Kiểm soát mùi cơ thể. Phụ nữ rất dễ phản ứng với cơ thể nặng mùi. Một anh chàng không thường xuyên tắm rửa, không sử dụng sản phẩm ngăn mồ hôi hoặc mặc quần áo bẩn sẽ không thể thành công chăm sóc cơ thể. Một người không hoàn hảo hoàn toàn có thể tìm được tình yêu cho chính mình, ví dụ như người bị béo phì, bị bệnh chàm, bị hói, vân vân. Tuy nhiên, cố gắng hết sức để cải thiện ngoại hình vừa có thể giúp bạn trở nên hấp dẫn hơn và vừa khiến bạn tự tin hơn. Mặc trang phục lôi cuốn, mỗi người đều có tiêu chuẩn khác nhau về kiểu quần áo, đem lại sự hấp dẫn cũng như là dấu hiệu chứng tỏ sự rắn rỏi, tự tin và nam tính. 4. Sử dụng tín hiệu ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể có thể là thông qua ý thức, chẳng hạn như nháy mắt với người khác, hoặc thông qua tiềm thức, chẳng hạn như đôi môi đỏ lên hoặc run rẩy. Con người sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền tải một loạt các thông điệp, bao gồm ngôn ngữ của sự thu hút. Hầu hết mọi tín hiệu ngôn ngữ cơ thể có liên quan đến sức hút thể chất sẽ xoay quanh một vài thông điệp cơ bản sau. Tôi độc thân, thiếu vắng sự có mặt của đối tác tình cảm, trông có vẻ tự tin và cân bằng. Tôi quan tâm, mỉm cười ngại ngùng từ phía đối diện của căn phòng. Tôi vô hại, không có vẻ hung hăng hoặc mất cân bằng. Tôi có khả năng sinh sản tốt, diện mạo khỏe mạnh, tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Tôi dễ gần, ngôn ngữ cơ thể khá cởi mở và thoải mái. 5. Tìm kiếm ngôn ngữ cơ thể gợi mở. Tín hiệu ngôn ngữ cơ thể nói rằng tôi độc thân và tôi dễ gần cho thấy đối phương đang trong trạng thái chấp nhận sự tấn công của bạn. Hãy tìm kiếm các dấu hiệu sau. Mỉm cười, nhìn vào mắt bạn, ngước mắt nhìn lên thay vì chăm chú vào điện thoại, vân vân. Đứng hoặc ngồi thả lỏng và không khoanh tay hoặc chân. Mũi chân cô ấy hướng về phía bạn nếu hai bạn đang trò chuyện. 6. Tìm kiếm dấu hiệu của sức hút. Một vài ngôn ngữ cơ thể xuất phát từ trạng thái vô thức và xảy ra khi chúng ta bị thu hút bởi một người nào đó. Các dấu hiệu khác thường là những hành vi ý thức hơn. Tìm kiếm những dấu hiệu này sẽ giúp bạn xác định xem liệu cô ấy có đáp lại tình cảm mà bạn dành cho cô ấy hay không. Đỏ mặt hoặc gò má ửng hồng, môi đỏ ửng hoặc môi trông có vẻ căng mọng hơn, đồng tử giãn ra, đối phương di chuyển một vật cản đang ngán đường, chẳng hạn như di dời một chiếc túi nằm giữa bạn, nhịp tim bất ngờ đập nhanh hoặc thở gấp, liếm môi, tinh tế đáp lại ngôn ngữ cơ thể của bạn. Ví dụ, nếu bạn dời trọng lượng của cơ thể từ bên này sang bên kia, cô ấy cũng thực hiện điều tương tự một vài phút sau đó, trao cho bạn những cú va chạm tình cờ, ví dụ chạm nhẹ, nhanh vào cánh tay, cổ tay hoặc đầu gối của bạn. Cần nhớ rằng không có bất kỳ hành động nào trong danh sách này có thể hoàn toàn có nghĩa là cô ấy bị bạn thu hút, mặc dù chúng là những dấu hiệu tối. Bạn cũng không nên vội vã kết luận cô gái có đôi má hồng và đồng tử giãn to, di dời chiếc túi xách của cô ấy để nhường chỗ cho bạn trên xe buýt. Có thể chỉ là một cô gái lịch sự và dễ đỏ mặt vừa mới đi khám mắt xong.
7. Chú ý đến cách cô ấy mỉm cười, một nụ cười chân thành của một người con gái có thể là dấu hiệu cho thấy rằng cô ấy đang cố gắng làm bản thân trở nên hấp dẫn hơn trước mắt bạn. Nó cũng có thể chỉ là dấu hiệu cho thấy rằng cô ấy là một người thân thiện. Vì vậy, bạn hãy nhớ kiểm tra thêm tín hiệu ngôn ngữ cơ thể của cô ấy, quan sát xem cô ấy sử dụng cơ mặt nào khi mỉm cười để xác định xem liệu nụ cười đó có chân thật hay không. Nụ cười chân thành thường được gọi là nụ cười Duchenne. Sử dụng các cơ quanh mắt cũng như quanh miệng. Nụ cười giả tạo thường chỉ sử dụng cơ quanh miệng và chúng thường trông có vẻ gượng ép hoặc rỗng tuếch. Đây cũng chính là lý do vì sao siêu mẫu Tyra Banks thường bảo với người mẫu rằng họ phải cười bằng đôi mắt. A8. Bày tỏ tín hiệu cho thấy sự quan tâm của bạn. Một khi bạn đã xác định xem liệu bạn có cơ hội hay không, bạn có thể đưa ra một vài ngôn ngữ cơ thể để cô ấy biết rằng bạn chú ý đến cô ấy. Nhìn vào mắt cô ấy và mỉm cười, tiến đến gần cô ấy hơn một chút. Bạn có thể di chuyển đến một chiếc bàn gần hơn trong quán cà phê hoặc đi đến lấy một chiếc khăn ăn khi cô ấy đang có mặt tại khu vực để đồ gia vị. Điều này có thể giúp cô ấy nhận thức được chất pheromones của bạn, giúp ra hiệu cho việc hình thành sự thu hút. Nghiêng đầu nếu bạn đang trò chuyện với cô ấy hoặc nhìn cô ấy, đây chính là dấu hiệu của sự hào hứng. 9. Tiến hành gợi chuyện với cô ấy. Hành động này còn được biết đến dưới tên gọi pick up line, câu bắt chuyện để tán tỉnh. Lời gợi chuyện là cách để bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện. Mặc dù giới nghệ sĩ tán tỉnh có khá nhiều câu bắt chuyện nhìn chung khá sến, bạn không cần phải trở thành như kẻ lập dị. Khi bắt chuyện với cô ấy, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng có 3 thể loại chính của lời bắt chuyện. Lời mở đầu trực tiếp. Đây là câu mở đầu chân thực và đi vào trọng tâm vấn đề ngay lập tức, chẳng hạn như anh nghĩ rằng em rất dễ thương, hoặc anh là người khá nhút nhát nhưng anh sẽ rất vui khi được trò chuyện cùng em. Nhìn chung nam giới thường có xu hướng muốn được nhận lời mở đầu đi vào trọng tâm này khi người khác bắt chuyện với họ, lời mở đầu vô hại. Câu mở đầu này thường sẽ giúp bạn có thể bắt chuyện với cô ấy, nhưng chúng thường không đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, chẳng hạn như em nghĩ sao về nơi này, hoặc em có thường đến nơi này không. Nhìn chung nữ giới thường thích nhận được lời mở đầu dạng này khi người khác bắt chuyện với họ. Lời mở đầu dễ thương hoặc khiếm nhã. Chúng bao gồm sự hài hước nhưng có thể sẽ khá sến và thậm chí thô tục. Chẳng hạn như, em à, anh rất muốn hỏi rằng em có muốn làm người yêu của anh không, nhưng anh chỉ sợ một điều, anh sợ em gật đầu đồng ý. Đôi khi những câu nói này sẽ giúp bạn phá tan băng, nhưng đồng thời cũng đem lại nguy cơ khiến bạn trở thành như một kẻ nhếch nhác, tuyệt vọng hoặc quái dị. Nhìn chung, hầu hết nam giới và nữ giới thường cho rằng đây là phương pháp kém hấp dẫn nhất. Nếu bạn là một người đàn ông đang tìm kiếm cơ hội để bắt chuyện với một cô gái nào đó, cách tốt nhất là bạn nên sử dụng lời gợi chuyện vô hại. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng câu gợi chuyện trung thực và đem lại sự khuyến khích thường kết thúc bằng một mối quan hệ tình cảm lâu dài, trong khi chiến lược sử dụng sự thao túng hoặc lừa dối, chẳng hạn như câu gợi chuyện dễ thương hay khiếm nhã, có thể kết thúc bằng một mối quan hệ ngắn ngủi. 10. Nếu bạn nhận thức được rằng cô ấy đang mời gọi bạn, hãy sử dụng hành động va chạm nhẹ nhàng. Chạm nhẹ là một cách tuyệt vời để bày tỏ sức hút về thể chất. Nếu cả hai bạn đã trò chuyện được một lúc và cô ấy có vẻ chú ý đến bạn, bạn có thể chạm nhẹ cánh tay của cô ấy hoặc chạm tay cô ấy. Không được chạm vào cô ấy khi cô ấy đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ rằng cô ấy quan tâm đến bạn. Ngay cả khi cô ấy có bày tỏ những hành động này thì bạn cũng nên nhớ phải cẩn thận. Sẽ tốt hơn nếu bạn chờ đợi cho đến khi cô ấy là người trước tiên bắt đầu thực hiện một vài dạng của va chạm. Nếu cô ấy phản ứng tiêu cực trước sự va chạm của bạn, hãy xin lỗi cô ấy và không nên tiếp tục thực hiện điều này trong một khoảng thời gian. Bày tỏ sự tôn trọng
và cho cô ấy có không gian riêng có thể sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng tốt với cô ấy. Trở nên hung hăng sẽ không giúp ích cho bạn. Hãy chắc chắn rằng sự va chạm thể chất của bạn phù hợp với nền văn hóa, hành động phù hợp ở Mỹ có thể sẽ không phù hợp ở Việt Nam. Ngoài ra, những điều mà bạn được phép thực hiện tại quán rượu có thể hoàn toàn bị cấm trong trường đại học. Nếu bạn hoàn toàn không biết chắc, hãy hỏi xin cô ấy cho phép bạn chạm vào cô ấy. Ví dụ, đưa tay ra trước để trao cho cô ấy một cái bắt tay thân thiện, hoặc hỏi rằng anh có thể ôm em được không? Hoặc em có muốn anh giúp em bôi kem chống nắng vào lưng không? Phương pháp này sẽ cho phép bạn tiến hành thực hiện những hành động va chạm thể chất theo cách tôn trọng ranh giới của cô ấy, và bạn có thể hoàn toàn thẳng thắn về nó. Không nên bị ám ảnh bởi việc chạm vào cô ấy. Bạn không cần phải va chạm thể chất với một cô gái nào đó trong giai đoạn đầu của quá trình tán tỉnh, cố gắng quá mức hoặc gây sức ép quá đáng. Về việc này có thể phản tác dụng nghiêm trọng và khiến bạn trông như một kẻ quái đản. Khoảnh khắc cho sự va chạm thường sẽ xuất hiện một cách tự nhiên nếu giữa cả hai có mối liên kết và sức hấp dẫn. Khoảnh khắc này sẽ tự động xuất hiện, chẳng hạn như hai bạn tình cờ chạm tay nhau khi cùng lấy một chiếc bánh khoai tây trong căng tin, hoặc cô ấy đặt tay lên tay bạn khi xem phim, hoặc một vài hành động tương tự nào đó. Phần 2. Trở nên tuyệt vời. 1. Sống cuộc sống của chính mình. Ai lại muốn tiến đến một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với một người chỉ thích ngồi lì trong nhà cả ngày? Nếu bạn muốn cô ấy yêu bạn, hãy mạnh dạn cho cô ấy thấy rằng bạn đang sống một cuộc sống khá tuyệt vời. Hãy ra ngoài xã hội và thực hiện điều làm bạn hạnh phúc, lấp đầy cuộc sống của chính mình bằng sự học hỏi và khám phá và theo đuổi ước mơ. Người khác thường cảm thấy chú ý nhiều hơn đến những người có vẻ như họ cảm thấy khá trọn vẹn và hạnh phúc với cuộc sống của bản thân. Có phải bạn luôn muốn tự tay tạo nên một trò chơi điện tử mới? Bạn hoàn toàn có thể thực hiện nó, viết một quyển sách, còn chần chờ gì nữa người anh em? Trở thành chuyên gia khám phá hang động, bạn có thể làm được. Hãy theo đuổi ước mơ của mình và bạn sẽ nhận thấy rằng các cô gái sẽ bị thu hút bởi niềm đam mê và tính kiên quyết của bạn. Khi đang trong một mối quan hệ tình cảm, không bỏ bê sở thích của chính mình cũng sẽ giúp bạn tránh trở nên lệ thuộc. Mối quan hệ lệ thuộc xuất hiện khi một trong hai người cảm thấy như thể họ không hoàn thiện hoặc hạnh phúc khi không có người kia. Đây là mối quan hệ không lành mạnh và bạn có thể tránh xa chúng bằng cách sống thực với chính mình. Điều này sẽ giúp bạn thu hút những người tương tự như bạn. 2. Cho cô ấy thấy phẩm chất tốt đẹp của bạn. Con người không chỉ đơn thuần quyết định người mà họ muốn yêu. Tình yêu hình thành khi những người có liên quan sở hữu nhiều phẩm chất tốt đẹp. Theo thời gian, tình yêu sẽ phát triển. Vì vậy, nhiệm vụ chính của bạn là chứng tỏ cho cô ấy thấy rằng bạn là người xứng đáng để luôn có mặt bên cô ấy. Hãy để tính cách của bạn tỏa sáng và cho cô ấy có cơ hội để thấy bản chất thật sự của bạn và những điều mà bạn có thể đem lại cho cô ấy. Sự thật là sự hài hước, sự tử tế và sự chân thật là những phẩm chất giúp bạn trở nên hấp dẫn hơn. Các phẩm chất khác có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác về sức hấp dẫn của bạn, bao gồm lòng tôn trọng, sự thật thà, chăm chỉ và sự thông minh. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng phụ nữ thường xem trọng tính cách và tố chất xã hội, chẳng hạn như sự tử tế và sự thông minh, hơn là đặc điểm thể chất. 3. Trở nên hài hước. Hãy luyện tập óc hài hước. Các cô gái thường thích những chàng trai có khả năng chọc cười hoặc trở nên hài hước. Thật ra điều này hoàn toàn dựa trên khoa học. Thường xuyên luyện tập cách chọc cười bạn bè và tìm hiểu về câu chuyện cười đem lại kết quả, và ngược lại, khi bạn ở một mình với một cô gái nào đó, kể chuyện cười là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng tình hình.
Cần nhớ rằng nếu bạn không giỏi kể chuyện cười, bạn vẫn có thể sở hữu tính hài hước. Bạn chỉ cần yêu thích được cười vang và vây quanh mình bằng những người vui nhộn. Hài hước phê phán hoặc mỉa mai không phải là ý hay. Bạn nên sử dụng kiểu hài hước tích cực, thậm chí châm biếm nhẹ nhàng về bản thân. Ví dụ nếu cả hai bạn đang trong một quán cà phê, bạn có thể nói một điều gì đó chẳng hạn như: anh nghe nói rằng thế giới có hai loại người thích cà phê và loại người buồn bã, em nghĩ sao? 4. Tinh nghịch một chút. Một trong những điều quan trọng mà cả hai giới tính tìm kiếm ở người bạn đời đó chính là sự tinh nghịch. Vì vậy, bạn cũng có thể sẽ muốn trở nên tinh nghịch bởi vì có lẽ cô ấy sẽ thấy rằng tính cách này khá hấp dẫn. Bạn có thể trở nên tinh nghịch bằng cách nào? Hãy biến thói quen nhàm chán chẳng hạn như trong học tập thành một điều gì đó thú vị và vui nhộn. Ví dụ như chuyển thể bài tập toán thành một bài hát. Không nên quá nghiêm túc về mọi chuyện. Và điều quan trọng là bạn cần phải có khả năng tự cười chính bản thân mình. Yêu thích sự vui vẻ, thoải mái và thậm chí tự cười vào mặt mình sẽ khiến các cô gái thấy rằng bạn không phải là người cứng nhắc hoặc hung hăng. Nó cũng sẽ giúp mọi người xung quanh bạn trở nên thoải mái hơn, khiến cho họ cảm thấy dễ chịu khi giao tiếp với bạn. 5. Tự tin. Để có thể trở nên đáng yêu thật sự, bạn cần phải tin tưởng rằng bạn xứng đáng để mọi người vây quanh. Hầu hết mọi cô gái sẽ không cảm thấy bị thu hút bởi người thường xem nhẹ bản thân. Vì vậy, hãy nhớ tự tin nhưng đừng tự mãn. Biết rõ những điều mà bạn làm tốt, không nên khoe khoang và khoác lác về chúng, nhưng hãy đưa chúng vào thói quen hàng ngày và không ngần ngại, cho phép chúng thỉnh thoảng được tỏa sáng. Sự khác biệt giữa tự tin và tự mãn là trong cách suy nghĩ của bạn về bản thân. Sự tự tin chân thật có nghĩa là bạn biết rõ bản thân và cảm thấy thoải mái và hạnh phúc về nó. Tự mãn thường bắt nguồn từ nhu cầu cạnh tranh hoặc hạ thấp giá trị của người khác để khiến bản thân cảm thấy tự tin. Chàng trai với sự tự tin chân thật không cần phải coi thường bất kỳ ai hoặc trở thành kẻ điểu giả chỉ để chứng tỏ với mọi người rằng anh ta rất ngầu. Nếu bạn thực sự cảm thấy rằng bạn cần phải chăm chọc bản thân, hãy biến nó thành một trò đùa, cười trên sai lầm và điều ngốc nghếch mà bạn đã thực hiện cũng như điều mà bạn không thích ở bản thân. Thiệt đó, em sẽ không muốn khiêu vũ cùng anh đâu. Anh khiêu vũ tồi lắm. Anh là mối nguy hiểm cho chính bản thân mình và cho người khác. Vì vậy, anh không nhảy là tốt nhất cho mọi người xung quanh. Phần 3. Chiếm trọn trái tim của cô ấy. 1. Tìm hiểu về cô ấy. Tìm hiểu cô ấy không chỉ đơn thuần là ghi nhớ ngày sinh nhật và nơi cô ấy chào đời. Hãy dành thời gian ở bên cô ấy, xây dựng niềm tin và trân trọng mọi điều mà cô ấy không thường bộc lộ. Tìm hiểu về chứng bệnh sợ nước của cô ấy và lý do cô ấy sợ nó, hoặc tìm hiểu về khoảnh khắc xấu hổ nhất của cô ấy và giúp cô ấy cười về nó. Hiểu rõ cách suy nghĩ và niềm tin của cô ấy, cách này sẽ giúp bạn yêu cô ấy một cách trọn vẹn và cô ấy sẽ vô cùng cảm kích điều này. Một trong những phương pháp tốt để bắt đầu đó là đưa ra câu hỏi mở cho cô ấy. Ví dụ, nhà tâm lý học xã hội Arthur Aron đã từng trở thành tiêu điểm của một tờ báo với danh sách về 36 câu hỏi để nuôi dưỡng sự thân mật giữa mọi người. Chúng đều rất sáng tạo và là câu hỏi mở, và chúng xoay quanh vấn đề thú vị hơn là về bộ phim yêu thích của cô ấy. Ví dụ, bạn có thể hỏi cô ấy rằng: em có muốn trở nên nổi tiếng không? Bằng cách nào? Hoặc điều gì sẽ tạo nên một ngày hoàn hảo cho em? Phương pháp này không chỉ cung cấp cơ hội để bạn tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy mà còn giúp bạn cho cô ấy biết rằng đối với bạn, cô ấy khá thông minh và quan điểm của cô ấy rất đáng giá. 2. Xác định điều mà cô ấy thích làm. Sau đó hãy cùng cô ấy thực hiện chúng. Làm một điều gì đó mà bạn biết rằng cô ấy thích sẽ đem lại thêm lợi ích cho bạn
đó chính là cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn khi thực hiện chúng. Nếu cô ấy cảm thấy thoải mái khi hẹn hò cùng bạn, cô ấy sẽ trở nên gần gũi với bạn hơn, nắm tay bạn hoặc thậm chí hôn bạn. Cho dù là cô ấy thích lướt sóng, cưỡi ngựa, mua sắm hoặc làm bánh, cố gắng hình thành môi trường để cô ấy có thể thực hiện điều mình thích sẽ là một ý khá hay. Bạn có thể hỏi thăm bạn bè cô ấy xem cô ấy thích làm gì khi rỗi. Hoặc nếu bạn mạnh dạn, bạn có thể trực tiếp đưa ra câu hỏi cho cô ấy, may mắn ủng hộ bạn. Bằng cách này, cô ấy sẽ biết rằng bạn đã dành thời gian tìm hiểu sở thích của cô ấy và rằng bạn sẵn sàng cố gắng hết sức chỉ để làm cô ấy hạnh phúc. 3. Dành cho cô ấy những lần hẹn hò tuyệt vời. Cùng thực hiện một điều gì đó mà cô ấy thích, không nhất thiết phải trở thành một ngày hẹn hò. Nhưng nếu bạn muốn tình yêu của hai bạn sinh sôi nảy nở, bạn sẽ cần phải tiến hành hẹn hò thật sự với cô ấy tại một thời điểm nào đó. Khi bạn đã sẵn sàng cho bước này, hãy thử hẹn hò với cô ấy tại nơi quen thuộc, chẳng hạn như rạp chiếu phim, quán cà phê hoặc một buổi khiêu vũ. Bạn có thể cùng cô ấy đi đến công viên giải trí hoặc ngôi nhà ma. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng sự hào hứng hoặc cảm nhận về mối nguy hiểm trong ngày hẹn hò có thể giúp bộ não giải phóng chất hóa học giúp cả hai gắn kết với nhau. Hình thành chiến lược cụ thể để xác định liệu bạn có nên hẹn hò thật sự. Nói chung, nếu bạn đã hoàn toàn cưa đổ cô ấy, bạn sẽ muốn nói rõ về việc hẹn hò với cô ấy để chắc chắn rằng cả hai cùng chấp thuận điều này. Nhưng nếu bạn chưa chiếm lĩnh được trái tim của cô ấy, tốt nhất là bạn nên sử dụng chiến lược chậm mà chắc khi tán tỉnh và trở thành một người bạn tốt của cô ấy trước khi xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Nếu cô ấy không chắc chắn liệu hai người có phải là bạn tốt của nhau hay không. 4. Hãy rõ ràng. Bạn chắc hẳn sẽ không muốn yêu cầu cô ấy trở thành người yêu của bạn trong lần gặp mặt đầu tiên hoặc thậm chí khi bạn chỉ mới hẹn hò một vài lần. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, bạn sẽ cần bày tỏ ý định thật sự của mình về chuyện tình cảm. Nếu bạn chờ đợi quá lâu, có nguy cơ cô ấy sẽ chỉ xem bạn như một người bạn. Sự mơ hồ không phải là người bạn tốt của bạn. Bạn cũng có thể trở nên rõ ràng trong việc đưa ra dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của bạn trong việc tiếp tục mối quan hệ này. Ví dụ, nếu bạn và cô ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, không nên kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói nhạt nhẽo. Hãy nói một điều gì đó chẳng hạn như, tối nay anh đã rất vui, ngày mai anh gọi cho em được không? 5. Tránh quảng cáo về bản thân quá nhiều. Đôi khi bạn sẽ bị cám dỗ bởi việc cho cô ấy biết mọi điều về bạn để chứng tỏ rằng bạn là một người tuyệt vời và rằng bạn thích cô ấy nhiều như thế nào. Tuy nhiên, đây cũng không phải là ý tưởng hay ho vì hai lý do. Một là nó có nghĩa là bạn nói quá nhiều về bản thân và từ đó bạn sẽ không dành nhiều thời gian để lắng nghe cô ấy nói. Hai là có thể bạn nói về những điều này quá sớm. Một vài lần hẹn đầu tiên không phải là thời gian để bạn nói xấu về sếp của mình hoặc về sự tồi tệ của người yêu cũ. Hành động không ngừng tự nói về bản thân có thể khiến bạn trông như một kẻ đau khổ, hớ hênh hoặc như bạn không có khả năng nhận thức ranh giới cá nhân. Bạn không cần nhất thiết phải duy trì sự bí ẩn của bản thân, nhưng hãy bắt đầu bằng việc nói về điều bạn thích và không thích và cho phép cuộc trò chuyện phát triển một cách tự nhiên. Nếu cô ấy chú ý đến bạn, cô ấy sẽ hỏi thăm về bạn. Hãy nhớ duy trì sự cân bằng giữa việc chia sẻ về bản thân và lắng nghe cô ấy. 6. Cho cô ấy có không gian riêng. Điều này không có nghĩa là bạn nên tỏ vẻ cao giá, nhưng bạn nên giao quyền kiểm soát về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo cho cô ấy, đe dọa và ép buộc cô ấy tiến vào một mối quan hệ tình cảm với bạn sẽ chỉ đem lại kết quả trái ngược với điều mà bạn mong đợi. Bạn nên tôn trọng cuộc sống của cô ấy. Khi bạn cho cô ấy có không gian riêng, cô ấy sẽ yêu bạn theo cách riêng của mình. Cho cô ấy có không gian riêng không có nghĩa là bạn trở nên xa cách. Nên nhớ gọi điện cho cô ấy thường xuyên và cho cô ấy thấy rằng bạn quan tâm đến cô ấy. Nếu bạn là người khá nhút nhát, không nên ngừng liên lạc với cô ấy quá lâu, hoặc nếu
không, cô ấy sẽ nghĩ rằng bạn không thích cô ấy. Bạn sẽ cần phải chui ra khỏi chiếc vỏ ốc của chính mình một chút nếu bạn muốn giành được sự chú ý của cô ấy. Nếu bạn vừa mới hẹn hò với cô ấy và mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, hãy nói với cô ấy rằng bạn sẽ gọi điện cho cô ấy trước khi ngày cuối tuần kết thúc. Nếu hôm đó là thứ sáu, hãy để cô ấy có thời gian thực hiện những điều riêng tư của mình vào thứ bảy và sau đó gọi điện cho cô ấy vào ngày chủ nhật và nói rằng bạn đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời và bạn muốn tiếp tục gặp gỡ cô ấy trong thời gian gần nhất. Có thể là cuối tuần sau, đây là một điểm thích hợp để bạn mời cô ấy đi dự tiệc hoặc đi khiêu vũ nếu các sự kiện này đang diễn ra trong khu vực bạn sinh sống. Cho cô ấy có thời gian riêng chỉ xoay quanh việc khiến cô ấy nhận thức được mức độ tự tin của bạn. Về cơ bản, điều mà bạn muốn nói đó là anh đã có một khoảng thời gian rất vui bên em và anh thích em, nhưng anh không muốn trở nên quá bạo dạn bởi vì anh không phải là một kẻ tuyệt vọng. Nam giới và nữ giới đều bị thu hút bởi người bình tĩnh và ngầu, người không quá hăng hái và cũng không quá tuyệt vọng. Phần 4. Suy nghĩ thoáng hơn. 1. Không phán xét cô ấy. Bạn không nên phán xét bất kỳ cô gái nào mà bạn đang dành tình cảm. Cô ấy là một cá thể với phẩm chất riêng biệt, cũng tương tự như bạn. Tất cả mọi người trong số chúng ta đều thực hiện những điều khiến người khác phát điên hoặc có vẻ kỳ quặc. Bạn cần phải quyết định xem liệu bạn có thể chung sống với điều kỳ quặc ấy hay là chúng sẽ phá hỏng mọi thứ. Nếu bạn xác định rằng bạn có thể chịu đựng bất kỳ thói quen nào mà cô ấy sở hữu, hãy gắn bó với quyết định đó. Đừng cố gắng thay đổi cô ấy, đừng chỉ trích hay soi mói thói quen của cô ấy. Hãy chấp nhận con người thật sự của cô ấy. Tính cách của cô ấy không biến cô ấy trở thành một người xấu. Thậm chí nếu bạn đã quyết định rằng một thói quen nào đó sẽ là tác nhân phá hỏng mọi việc, bạn không cần thiết phải tỏ thái độ khó chịu với cô ấy về việc này. 2. Tránh trông chờ rằng cô ấy sẽ thay đổi. Thật ra, nếu bạn có thể loại bỏ hầu hết mọi kỳ vọng của mình đối với cô ấy, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn với mối quan hệ của mình. Chúng ta thường kỳ vọng những điều không hợp lý ở người khác và nó có thể khiến chúng ta lo lắng hoặc không vui khi chúng ta không đạt được chúng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bạn không nên có những kỳ vọng nhất định hoặc rằng bạn cho phép bản thân bị ngược đãi. Bạn hoàn toàn có thể mong chờ một người nào đó xuất hiện khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến, trừ khi cô ấy gặp phải tình trạng không thể tránh khỏi, rằng người ấy sẽ đối xử với bạn bằng sự tử tế và lòng tôn trọng và tử tế và cảm thông với người khác. Tuy nhiên, nếu bạn hy vọng rằng cô ấy sẽ đọc được suy nghĩ của bạn và hiểu được điều bạn cần, bạn sẽ phải thất vọng bởi vì không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Hơn nữa, tính cách của con người thường khó có thể thay đổi. Nếu cô ấy thường trễ hẹn và bạn đã nói với cô ấy rằng điều này khiến bạn cảm thấy khó chịu, nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, có cơ hội là vấn đề này sẽ không thể nào biến mất. Bạn có thể quyết định xem liệu nó có quá to tát đến nỗi bạn không thể giải quyết, hoặc bạn có thể quyết định để cô ấy làm điều mình thích, trễ hẹn và tương tự, nhưng bạn không nên kỳ vọng rằng cô ấy sẽ thay đổi. 3. Cởi mở đón nhận cơ hội. Bạn không nên quá mê muội với việc cố gắng làm cho một cô gái nào đó yêu bạn và không cố gắng ép buộc tình cảm của cô gái hoàn toàn không thể cảm nhận được tình yêu của bạn. Sự tuyệt vọng không bao giờ có thể trở thành yếu tố hấp dẫn. Bạn nên gặp gỡ thêm nhiều cô gái khác và cho phép tình yêu có cơ hội phát triển. Hãy tham gia công tác xã hội và các chương trình khác do trường tổ chức. Không nên ngần ngại tham gia công tác xã hội tại một trường khác. Khi bạn bè mời bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể biết được thời điểm mà bạn sẽ gặp được người đặc biệt đó, người có thể khiến bạn bị đốn gục.
Đôi khi bạn ngừng tìm kiếm tình yêu, nó sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Vũ trụ hoạt động theo cách khá kỳ lạ, đặc biệt nếu gần đây bạn đã cố gắng hết sức hoặc bạn nghĩ rằng bạn đã kiệt sức. Đừng sợ khi phải rút lui khỏi cuộc chơi, nghe có vẻ phản trực giác và khó có thể thực hiện, nhưng nó sẽ đem lại hiệu quả. Khi bạn ngừng cố gắng, các cô gái sẽ tìm đến bạn. Chấp nhận mạo hiểm để tìm kiếm cô ấy. Có lẽ mọi cô gái mà bạn quen biết đều đã có bạn trai, hoặc có thể là bạn không thích một cô bạn nào trong nhóm bạn bè của bạn. Ngày nay, nhiều chàng trai thường tìm kiếm tình yêu ngoài phạm vi mà họ quen biết. Nếu bạn đủ tuổi, bạn có thể thử hẹn hò trên Internet. Nếu bạn quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, hãy tham gia vào chương trình to lớn hơn để bạn có cơ hội đi du lịch. Quá trình tìm kiếm người trong mộng của bạn sẽ giúp bạn trở nên cởi mở và chấp nhận mọi sự phiêu lưu mà cuộc sống đem lại cho bạn. Phần 5, đối xử bình đẳng với cô ấy. 1. Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và tâm trạng của cô ấy. Hãy cố gắng suy nghĩ về mọi vấn đề theo góc độ của cô ấy, cho cô ấy thấy rằng bạn trân trọng ý kiến của cô ấy, ngay cả khi bạn không đồng ý với chúng. Bạn nên hỏi ý kiến cô ấy về mọi điều thay vì giả định về nó. Khi cô ấy trò chuyện với bạn về suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy, hãy lắng nghe. Nếu bạn gặp rắc rối trong việc nhìn nhận mọi việc theo góc độ của cô ấy, bạn có thể sử dụng lời phát biểu bắt đầu với từ anh để yêu cầu cô ấy giải thích. Anh thật sự muốn biết em đang nghĩ gì, nhưng anh hoàn toàn mất phương hướng. Em có thể giải thích cho anh hiểu cảm xúc của em trong lúc này hay không? 2. Luôn luôn thành thật với chính mình và với cô ấy. Sự trung thực sẽ giúp bạn xây dựng tình niềm tin, và một khi niềm tin đã bị đánh mất, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Kể từ thời điểm đó, mọi lời nói của bạn đều sẽ trở nên đáng ngờ. Hãy là chính mình và hãy nhớ thành thật. Bày tỏ ý định chân thành, bạn nên thành thật và cởi mở về kế hoạch, mong muốn và đam mê của chính mình. Nếu cô ấy không thích chúng, ít ra bạn cũng đã hình thành điểm khởi đầu để hai bạn có thể trở nên gần gũi với nhau hơn. Cởi mở và trung thực khác với bị thao túng. Ví dụ, bạn không cần phải cho người khác xem tin nhắn hoặc email của bạn, chỉ để chứng tỏ rằng bạn đáng tin. Bạn không cần phải báo cáo rằng bạn đang ở đâu mỗi phút mỗi ngày. Đây là hành vi xâm phạm sự riêng tư và không phải là dấu hiệu của mối quan hệ tình cảm lành mạnh. 3. Sẵn sàng lắng nghe và giao tiếp. Điều quan trọng nhất là bạn phải biết lắng nghe một cách kiên nhẫn và tích cực. Sự thấu hiểu mà bạn đạt được sẽ giúp bạn giao tiếp một cách quan tâm và có ích hơn. Trong một mối quan hệ tình cảm lành mạnh, cả hai người phải cảm thấy được nhìn nhận và tôn trọng. Lắng nghe khi cô ấy nói, không nên cố gắng suy nghĩ về câu trả lời của bản thân chỉ để đáp lại cô ấy khi cô ấy đang nói. Mỗi khi bạn không hiểu rõ một điều gì đó mà cô ấy nói, hãy yêu cầu cô ấy giải thích bằng cách nói những câu chẳng hạn như: anh không chắc là anh có thể hiểu đúng những gì mà em nói hay không. Anh nghe em nói rằng, có phải đây là điều mà em muốn nói? Yêu cầu cô ấy giải thích sẽ giúp bạn ngăn ngừa hiểu lầm và gây tổn thương cảm xúc của nhau. Tránh sự hung hăng tiêu cực. Sự hung hăng tiêu cực xuất hiện khi bạn gái của bạn hỏi xem liệu bạn có đang khó chịu với điều gì hay không, và bạn nói rằng: không, sao anh lại phải khó chịu, trong khi bạn thật sự đang cảm thấy không vui. Đây là cách để bộc lộ sự tức giận hoặc nỗi đau mà không cần phải trực tiếp đối chất về nó, và hành động này có thể hủy hoại quá trình giao tiếp trong mối quan hệ của bạn. Bạn nên nói về cảm xúc của bản thân một cách cởi mở và chân thật, nhưng bằng thái độ tôn trọng lẫn nhau. Sử dụng câu phát biểu bắt đầu bởi từ anh, chẳng hạn như: anh cảm thấy đau lòng vì em không gọi cho anh vào hôm thứ ba khi em đã nói là em sẽ gọi, thay vì em làm anh đau lòng vì em đã quên gọi điện cho anh. Chủ từ bắt đầu bằng từ em có thể đẩy đối phương vào thế phòng thủ và xa cách. Giao tiếp không phải là con đường một chiều, cô ấy cũng phải biết lắng nghe bạn nói và hiểu rõ nhu cầu của bạn. 4.
chấp nhận tính cách riêng của cô ấy, cố gắng tìm hiểu mọi điều khiến cô ấy trở nên độc nhất, tích cực ca ngợi sự độc đáo của cô ấy và không ngừng thúc đẩy và tạo điều kiện để cô ấy theo đuổi và phát triển, hoạt động cốt lõi đem lại niềm hạnh phúc và sự toại nguyện cho cô ấy. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể xác định được hoạt động mà cả hai cùng yêu thích thực hiện và cùng nhau theo đuổi nó. Thỉnh thoảng một trong hai bạn sẽ phải học cách thỏa hiệp. Ví dụ có thể bạn sẽ muốn xem phim hành động, trong khi cô ấy lại muốn xem bộ phim hoạt hình mới nhất của hãng Pixar, hoặc ngược lại. Bạn nên thay phiên nhau tạo điều kiện cho đối phương theo đuổi điều khiến họ hạnh phúc. Anh năm, giúp cô ấy đạt được ước mơ của mình. Tương tự như việc cho cô ấy có không gian riêng, bạn cần phải giúp cô ấy thực hiện những điều mà cô ấy muốn làm cho bản thân. Điều này thường có nghĩa là cho phép cô ấy có thời gian để thực hiện điều mà cô ấy muốn, chẳng hạn như trong học tập hoặc một kỹ năng nào đó, hoặc cùng cô ấy thực hiện chúng. Khi cô ấy nhận thấy rằng bạn là người ủng hộ cô ấy theo đuổi ước mơ trong cuộc sống, cô ấy sẽ biết rằng bạn chính là người mà cô ấy cần. 6. Thể hiện sự cống hiến và cam kết. Luôn có mặt khi cô ấy cần, dưới danh nghĩa một người bạn thông thường và một người bạn tâm giao. Nhanh chóng tha thứ cho sự yếu đuối của cô ấy và thực hiện hành động giúp củng cố phẩm chất tốt đẹp nhất của cô ấy. Tương tự như vậy, mở lòng với cô ấy sẽ giúp bạn có thể phát triển bản chất tốt nhất của bản thân. Tình yêu thủy chung chính là mối quan hệ cộng tác, và trong đó cả hai bạn sẽ có thể bộc lộ những điều tốt đẹp nhất của bản thân. Luôn nhớ duy trì tiêu chuẩn này khi bạn đang ngày một khiến cô ấy yêu bạn nhiều hơn. 7. Cần hiểu rằng cô ấy không có nghĩa vụ phải yêu bạn. Tình trạng friendzoning chỉ là bạn xảy ra khi người này không đáp lại tình cảm của người còn lại. Nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể trở thành một chàng trai hoàn hảo, và điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ yêu bạn. Cô ấy là một cá thể tự do, không phải là một món đồ mà bạn có thể giành được trong trò chơi điện tử. Lời khuyên, luôn vui vẻ và hài hước nhưng không phải là dựa trên sự mất mát của người khác. Hãy cẩn thận, đừng nên hăng hái quá mức. Nếu bạn thúc giục cô ấy, bạn có thể sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt cô ấy. Có thể bạn thật sự muốn một người nào đó yêu bạn, nhưng hãy nhớ sử dụng lý trí lẫn tình cảm của mình. Tình yêu chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ tình cảm lành mạnh. Phần còn lại phụ thuộc vào sự giao tiếp, sự tương thích và sự cam kết, làm những điều mà cô ấy thích, làm cho cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đặc biệt, và cô ấy sẽ biết rằng bạn thật sự tôn trọng cô ấy, bạn thật sự trân trọng cô ấy. Không nhắn tin cho cô ấy chỉ vì bạn cảm thấy như đây là nhiệm vụ mà bạn phải làm. Hãy nhớ bảo đảm rằng bạn có động cơ phù hợp, thay vì nhắn tin theo kiểu "Này em khỏe không?" Hãy nhắn rằng "Này em, chúng ta nên cùng nhau đi ăn sữa chua đá, ăn trưa, chơi game." Bạn sẽ không thể đem lại lợi ích gì cho mối quan hệ của bạn thông qua tin nhắn. Dành thời gian để gần gũi hơn với cô ấy và quan tâm đến sở thích của cô ấy. Ví dụ, hãy dành thời gian đọc quyển sách mà cô ấy yêu thích, hoặc nghe loại nhạc mà cô ấy thích nghe, gặp gỡ bạn bè của cô ấy và của bạn, cho cô ấy thấy rằng cô ấy có thể dựa dẫm vào bạn khi cần và luôn trong tình trạng sẵn sàng để trao lời khuyên cho cô ấy khi cô ấy cần. Cần nhớ rằng bạn phải đưa ra câu hỏi và phải nhận lại câu trả lời từ phía cô ấy. Hãy làm cho cô ấy cảm thấy chú ý đến bạn. Bạn có thể nói cho cô ấy nghe về những điều thú vị, duy trì sự giao tiếp bằng mắt và mỉm cười trong suốt cuộc trò chuyện. Không nên ép buộc cô ấy làm những điều mà bạn muốn. Hãy cởi mở một chút. Cảnh báo, hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể thích hoặc không thích một người nào đó. Nếu cô ấy không có tình cảm với bạn thì bạn không nên bàn về vấn đề này.